Anh Văn Hội Việt Mỹ đã ra mắt mô hình sự kiện trực tuyến thực tế ảo đầu tiên trên hệ thống. Không chỉ đánh dấu bước nhảy vọt từ offline sang online, VUS còn kiến tạo một không gian sự kiện hoàn toàn khác biệt so với những nền tảng trực tuyến quen thuộc như livestream, Zoom meeting trên thị trường hiện nay. Lễ phát chứng chỉ Cambridge trực tuyến cho gần 2.500 học viên trong bảng vàng của cuộc thi chứng chỉ Anh ngữ quốc tế cùng phụ huynh và giáo viên. Hệ thống sân khấu thiết kế dưới dạng 3D mô phỏng không gian tương lai nhưng vẫn mang đến trải nghiệm tương tác trong thời gian thực. Lễ phát chứng chỉ Cambridge là hoạt động thường niên nhằm vinh danh quá trình cố gắng, đồng thời tạo động lực để học viên tiến bước đến những thành tựu học vấn trong tương lai. VUS là đơn vị khảo thí của Cambridge để tổ chức các kỳ thi Cambridge quốc tế. Trong năm 2021, hệ thống được tổ chức Cambridge Assessment English công nhận là trung tâm luyện thi chứng chỉ quốc tế Cambridge đạt mức vàng.